về, tôi lại có một cảm giác gì đó nhớ, nhớ lắm. Nhớ cái ngày niên khóa của chúng tôi 88-91 đã cùng nắm tay nhau về thăm lại ngôi trường thân yêu sau 25 năm, một thời mãi nhớ. Ngày xưa không phải là một khoảng thời gian quá xa, nhưng cũng không thể quay về được. Thời gian trong tôi như quay ngược trở lại. Ngày xưa có cánh diều trao hướng hờ vì vu sâu rặng tre, ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa. Ngày xưa ai hay cười hay dối hờn, chiều hái hoa triền đê. Ngày xưa bên vắng lưu luyến con thuyền chờ người đi xa bờ. Chúng tôi rất thích vì nó gợi cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp về thời thơ ấu với những người bạn thuở học trò ngày ngày cắp sách đến trường. Tình bạn trong sáng và hồn nhiên biết chừng nào. Ngày xưa có cánh diều trao hững hờ vì vuốt sâu rặng tre, ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa. Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đê. Ngày xưa bên vắng lưu luyến con thuyền chờ người đi xa mờ. Tuổi thơ như áng mây rồi sen mãi trời, thời gian xóa nhớ